Đây là hôm nay cô chú, mặc dù trời mưa nhưng mà tại vì do mấy ngày nay 2-3 ngày nắng liên tục á, nên là nước rất là ấm luôn. Tự nhiên thay bộ đồ. Bộ nào này là chú Bình ở bên Seattle á, gửi qua cho nó nè. Cái bộ đồ bơi này là cực kỳ dễ thương luôn cô chú. Mà quên, cứ quên lấy nó mặc ra hoài, nhìn nó giống đầm công chúa quá nên cứ quên, không có nghĩ ra nó là bơi, nên cứ quên mặc hoài à. Bữa nay nó tự động nó lấy nó xỏ vô luôn nè cô chú nè. Bữa nay là cái đầm này á, là cái đầm giống như là cái đầm của Jasmine vậy đó công chúa. À, cô chú, trời, kêu cô chú thành công chúa luôn. No, no, it's not Jasmine, look. Ủa, cái này không phải đầm Jasmine hả? It's green. Chứ đầm này đầm gì? It's green Tiana. Ủa, cái đầm này đầm Tiana. Trời ơi, mày nhìn của Jasmine, mày đâu biết đâu, mày xin lỗi con nha. Hồi nãy có gặp Adri nữa mà giờ Adri phải đi ngủ rồi cô chú ơi. When he was watching a movie, then I decided to watch a movie. Oh, trời ơi, cái nước ấm dễ sợ chạy. Nước ấm quá con. Mom, you should touch the phone, then the wind will blow it. Trời ơi, để thông báo cho cô chú một cái tin rất là vui. Ngày mai, em chay chay cùng mẹ em ơi sẽ đi học gymnastics. Mom, can you record me and watch this and... Mẹ đang. And call to and this... We, đâu có, mẹ đang chứ, mẹ đang quay con nè, mẹ đang record con nè. No, next year. Gì next year? À, ngày mai quay phim gymnastic cho cô chú coi phải không? And, hiểu rồi. Thấy không? No, đúng rồi, phải bởi vậy có con tôi thì cái chứ. Con nói chuyện chỉ có một mình mẹ hiểu thôi chứ còn không ai hiểu nổi. Ý là nó nói là ngày mai là quay gymnastic cho cô chú coi. Mà nó nói mẹ ơi, mẹ có thể quay con không? Năm sau. Tự nhiên nó nói cái câu vậy thôi, ai mà không phải mẹ nói sao hiểu nó đang nói gì. Trời ơi, ý là ngày mai mình quay phim gymnastic cho cô chú coi ha. Trời được coi, để nói cho cô chú nghe. Tự nhiên cái quên. Trời ơi, hôm nay mà Ngọc chạy ở ngoài đường á, gọi là chạy là từ sáng và tới cho tới chiều luôn. Cái tự nhiên Ngọc đang ngồi có một suy nghĩ, Ngọc nói: "Ủa? Bây giờ phải khi mà tình hình như thế này thì không thể nào về Việt Nam được hết. Là phải đăng ký một cái lớp nào đó cho chị học mùa hè này chứ đâu có thể nào mà cho nó ngồi nhà vậy hoài." Cái Ngọc mới sực nhớ tới cái lớp gymnastics. Oh, ai biết cái cục đá đó của con để đâu? Oh, I put it right behind the path. Cái xong rồi cái Ngọc gọn thoại cho cái chỗ mà đi học gymnastics. Gymnastics có nghĩa là cái chỗ mà để cô chú thấy mấy cái đứa mày thể dục thể thao mà để đi thi mà Olympic mà nó mặc cái bộ đồ mà giống như là nó nhảy xà ngang, nhảy xà dọc rồi nó biểu diễn đồ này kia dẻo dẻo, chân uốn lên rồi này kia đó, cái đó gọi là gymnastics. Rồi vô trong đó nó đi thăng bằng, đi này đi kia vậy đó. Thì Ngọc đăng ký cho chay cho tới hết tháng 8, cuối tháng 8 luôn. Thì từ giờ tới đó là chay sẽ rất là bận rộn. Cái lớp chính của chay mà học gymnastics á, là thứ năm hàng tuần. Mà cái lớp mà gọi là kem á, của chay sẽ bắt đầu á, là thứ hai tuần sau. Mà mỗi ngày luôn. Thôi ơi thôi, nó đang quay phim mà sao bơi? Với mặc bộ đồ vậy sao bơi? Mommy, yes you can. Sao can? Yeah. Ôi thôi, con ngồi xuống xa đang chút, con ngồi xa đang chút, con ngắm mình con xuống nước đi. Rồi cái bắt đầu từ thứ hai tuần sau á, là chay sẽ đi kem gọi là mỗi ngày luôn. Từ 1 giờ cho tới 3 giờ chiều. À. Sao sợ cái gì đâu, scary. I want the flowies on all these. Bây giờ đây mẹ sửa sửa da lại nè. À, bây giờ muốn cái gì đó, muốn áo phao không? No, I want something. I want a floaty. Floaty hả? Bây giờ floaty ở đâu có, lấy floaty. Thôi cứ ngồi cứ ấy bơi về đại vậy đi, mệt quá. Đó là chay chuẩn bị rất là bận rộn với những cái lịch học mỗi ngày của chay nè cô chú. Ngọc rất là vui là sẽ học tới cuối tháng 8 luôn. Là hết hè luôn đó. Tại vì hồi đó tính là về Việt Nam nên đâu có đăng ký cho nó lớp học hè nào. Giờ ngồi suy nghĩ bây giờ Việt Nam mình dịch quá trời rồi, bây giờ đâu có về được. Nên là chưa biết làm sao đây nè cô chú nè, buồn dễ sợ luôn. Đồ đạc gửi về hết trơn, trời, cuối cùng người tính không bằng trời tính, thấy không? Mình tưởng là mình hả on top of the game. Ai ngờ the game on top of mình. Đó, nên là bây giờ cuối cùng hai mẹ con ở Mỹ luôn. À, con mẹ ơi, mẹ con đang đào lỗ. Đúng rồi.
Ngày mai rồi quay thử con trai nó đi học gymnastic làm sao nha. Ăn rồi nó cứ nói mẹ ơi mẹ con muốn đi học gymnastic. Đúng không con? Dạ. Mà ngày mai con đi nè, ngày mai phải dậy sớm hay chưa? 9 giờ là phải dậy. 9 giờ là phải dậy rồi. Từ rồi sáng giờ hả, nó cũng mưa rồi hết, giờ cũng còn mưa lâm râm nè. Nếu cô chú để ý dưới mặt nước cô chú sẽ thấy mưa nè. Hả, đây nè, để ý trên tay Ngọc sẽ thấy mưa nè. Cái điện thoại đang dính mưa luôn á. Trời ơi, mà ai đi bơi ra giờ này, đi bơi có mình ngồi bơi à. A Trì phải đi vô nhà ngủ à. A Trì bây giờ vô nhà là tới 7 giờ rưỡi đi ngủ. Chay là tới 11, 12 giờ mới đi ngủ. Được đời không? Năm rồi. Mom, cover my hands. Hả? Không, mẹ không muốn đụng đâu. Yes. Kỳ không? Kỳ không? Ai chơi vậy? Kỳ vậy? Trời ơi, ướt dơ quần mẹ. Ồ, cái bộ đồ đó, bộ đồ tiara hả con? No, tiana. Ồ, tiana. Ủa, tiana chứ không phải là tiara hả? You call it right, ai, chay, ba nói cái chữ gì khoan nghề tay làm sao chay? Khoan nghề tay. Đúng, ba nói vậy hả? Cô nói làm sao cho đúng? Nghề khoan nghề tay. Đúng rồi, ba nói sai. Một mốt con chỉ ba chữ đó nha. Bố chỉ ba nha. Em gửi chị hai lọ kem à, để cô này cô mua kem gì đây? Chắc cô mua cái kem gì hoa nghệ tây quá. I'm busy. Chị mua kem gì hoa nghệ tây hả? À rồi ok, để em nhắn. Tự nhiên chị nói kem cái em không biết kem gì. Ok chị, để em nhắn qua tin qua cho chị nha. Dạ rồi ba chị dạ. Sao con? Ủa cái nằm đẹp ghê á. Đây cái kéo này dây này lên đây con, để mình sexy quá không được thấy không? Mình phải. Who let the dogs out? Nói nắng nè. Who let the dogs out? Don't let the dogs out. She let the dogs out. Mom don't say that. Tại sao không nói đó? Hồi nước đã ghê luôn chay. Cái nước này mà trời nắng chút tắm là bơ phẹt luôn chay ha. Hai con hen. Trời mà không có mưa mà người đợi nắng chút là tắm ngon nè. Không mà cái trời này tắm ngon hơn nè. Đỡ bị nắng, đỡ bị đen. Thấy không? Nếu mà nó nắng chút nữa là hai mẹ con tắm là đen thui luôn á. Cô chú biết mỗi lần con trai nó tắm xong á hả, là cái phần nào mà nó có đồ bơi á thì nó trắng, mà còn phần nào mà không có đồ bơi là hai màu rõ rệt luôn. Trời kỳ này mà đi chay ơi, đi gymnastic cái chay là ở trong phòng, con có tưởng tượng nổi là cái trong phòng của gymnastic cái không có máy lạnh con. Trời đất ơi, phòng nó không có máy lạnh luôn á chay. Can you call them? Call làm sao? Can you call the service cool? Chi vậy? Mẹ tính á, đăng ký cho con á, là vừa gymnastic mà vừa đi học múa lại. Mà bây giờ cái lớp múa, bây giờ cái gymnastic á chiếm hết cái ngày của múa rồi, nên là không có đi học múa được, thôi đi học gymnastic thôi. Mùa sau đi, mùa đông đi rồi đi học múa nha. Ngọc á, thì Ngọc á, thích chở cho chay đi những cái hoạt động vậy đó các bạn. Để mình nói chung là mỗi người sẽ có mỗi cách mà phát triển con của mình ở một cách khác nhau. Như A Trì thì nó đi học nhà trẻ. Thì gì nhà trẻ đó vô thì giống như là hả, cô chú nhớ là ngày xưa đi chay đi nhà trẻ không? Thì A Trì đi nhà trẻ cũng giống vậy đó. Chơi với bạn đồ này kia vậy đó. Còn chay thì hả, Ngọc với chồng Ngọc cũng có thời gian cũng muốn ở bên nó. Rồi cũng muốn cho đi học mấy cái ngoài trời vậy đó. Trời mày cảm ơn con nha. Rồi tới khi mà chay mà đi học chính thức á, là phải là 4 tuổi rưỡi hoặc là có khi 5 tuổi là mới là lúc đó là mới đi học chính thức. Chứ giờ là cho nó đi học trường đời. Hả? À, ai nói nghe nè, hồi nãy con nhận được một cái hộp kẹo nữa từ bà, bây giờ khoanh tay lại con cảm ơn bà. Khoanh tay lại. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà là cảm ơn gì? Nói đàng hoàng con cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà.
Mom, can you speak? À, con muốn lắp cát cái chân mẹ hả? Ok. Mommy, it's yours. Ah, ok. Mom, can you lift your feet up? Ok. Rồi. Đập mặt cái bộ đầm chị A nè, đẹp quá. Mặt cái đầm chị A ra đẹp ghê á. Who does, who let the dogs out? 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 How about I research your foot with water? Trời mát quá anh Hồng, cái nước đúng ấm luôn chay, nước cực kỳ ấm luôn á. Cô đi xa xa sâu sâu ra chút đi, con đừng ngồi trong đây nữa. Hôm qua mẹ bận quá mẹ không có quay video clip cho cô. Cô chú coi được ha. Who let con chay out? Cái đâu hả? À, đây làng đó đó hả? Để làm gì ạ? À chơi, à chơi. Hỏi đây là làm gì? Play là như là chơi. Không, cái nước này bữa nay nó ấm, nó ấm kinh khủng luôn cô chú. Ấm ghê chứ, ấm thiệt luôn á. Mà không, nói chung nó ấm ấm gì chứ không phải như bà ấm giống như nước Việt Nam nha. Ấm. Trời hát dữ rồi ta. Who let con chay out? Mẹ của nó. Who let the dogs out? À nếu như mà tình hình không có gì thay đổi á, là có thể là cuối tháng 8 này nè là Jay và gia đình sẽ trở lại Florida. Tại vì cô chú biết làm sao không? Tại vì á, là hả, cái tuần của cô ngày cuối tháng 8 đó là cái tuần mà không có khách mướn, chứ từ giờ cho tới cuối tháng 8 là khách đã mướn nhà Florida hết rồi. Với lại á, cái gì đó quên rồi. Cái nhà mà để cho hồ bơi á là người ta làm, người ta giấy xin giấy phép người ta ấy xong hết rồi. Bây giờ người ta cần cần cái ngày để cho người ta vô, người ta lắp vô, người ta cần 5-6 ngày mới xong. Nên là Ngọc nói là bây giờ nhà tôi là người ta ở cho tới bây giờ tới cuối tháng 8 mới xong. Nên là không có thể nào mà người ta đang ở mà vô lắp cái đó được hết, mất hết cái ngày ở của người ta đâu được, ta phải sử dụng hồ bơi chứ. Nên là chỉ còn cái ngày, cái tuần cuối cùng của cuối tháng 8 á là chưa ai mướn, là nếu mà muốn được thì phải chờ cho tới đó mới lắp được. Ông nói là để nay mai gì ông gọi lại cho Ngọc á. Nếu như mà ông gọi lại cho Ngọc mà hả ok mà quyết định cái tuần đó mà tới lắp á là Ngọc sẽ book vé máy bay. Book vé máy bay để là cả gia đình cuối tháng 8 bay qua bên Florida để vừa chơi nè, vừa coi người ta gắn vô cái nhà đó cho mình như thế nào. Rồi cái hả bắt đầu là tháng 9 là cũng có người mướn nữa rồi. Nhưng mà đi Florida từng chơi. Mỗi lần mà đi Florida các bạn cảm giác rất là đã luôn. Tại vì đi Florida cũng giống như là đi biển vậy đó. Giống như Việt Nam mà mình đi Vũng Tàu hoặc là Nha Trang vậy đó. Nên là đi đâu mà có biển là nó đẹp. Ngộ vậy đó. Cái biển nào là nó ra biển đó nó đẹp. Đẹp và nó relax hay lắm. Nên là cách nhà Ngọc vòng á hả là 5 cái biển. Nhiều biển lắm. Nên là đi cái biển nào thấy cũng ghiền hết đó. Trời mà cái cảm giác ngồi ngoài biển cực kỳ thích luôn. Trời ơi nó mát mà chứ. Yeah, beautiful water. Yeah, very warm. Oh really, why? Because of the storm? Uh-huh. Oh my god, really? Another tree down the road. No kidding. And then I get back on Telegraph to go like to 14, and you could see something smoking. So a power line was down, oh my smoking God. On the ground. Wow. And so all these traffic lights are out going towards Bloomfield. Oh. So they came up to go to dinner. Now they're going to go back home and, you know, see if they get power tonight. Oh. Otherwise, I might get some more people in the morning because they had some stuff to do on the computer. I see. Wow. So a mess. And it was tough getting home. Oh, yeah. It was raining pretty hard. Yeah. But it's, oh, wow. Yeah. A lot of blowing and stuff. Yeah. Look at you in your pretty dress in there, too. What do you say? Thank you. You're welcome. You look so pretty. And your jewelry is so fancy playing in the water.
Cô hàng xóm cô nói hồi nãy có một cái cơn mưa cũng dữ dội lắm, mà sau cái cơn mưa đó mà gì mà cây ngã đâu dữ trời. Rồi cây ngã rồi mất điện, mất đồ nó lum lum hả? I just like what? Is that storm when I was talking? Huh? I was just thinking the storm will come. À, hồi nãy cô nhớ không? Hồi nãy cô nhớ mình đi ngân hàng ra cái bị mưa quá trời mưa không? Nhớ không? Chạy bữa nay sướng lắm nha cô chủ nha. Sáng là dậy là ăn sáng với mẹ đồ hang, cái xong rồi cái tới 12 giờ rưỡi cái ba chở đi Peppa Pig chơi. Hai cho con chơi từ 1 giờ cho tới 3 giờ chiều luôn, coi được đời không? Quá trời đã không? Rồi xong rồi mẹ chay thì chạy vòng vòng. Đi về ha. Cả nhà về tới nhà là 5 giờ rưỡi chiều. Ồ, con lắp cái chân con rồi đó hả? Ủa cái chân chay rồi ta, đi kiếm cái chân chay rồi ta. Ah, spider. Thôi, không chay. Kỳ quá. Thôi không làm nữa. Ok, không ấy thôi. Con nói con thấy mà con không muốn mẹ làm, con nói mẹ đừng làm như vậy. Nói đi mẹ đừng làm như vậy. Ok, mẹ giúp con. Mẹ giúp con. Lắp chân con. Lắp chân con. Đúng rồi. So can be more easier to pet. Ok, rồi, lắp chân con nha. Mom, don't. Rồi, nghỉ làm. Mẹ dội nước cái này ra. Đó, trời ơi, chết sạch. Cái cô đó cũng nói trời chay ơi, mặc cái đầm đẹp quá. Mà mặc đầm mà tắm ở dưới nước mà còn đeo vàng nữa. Cô đó cô nói vậy đó. Mommy, cover my foot. Gì nữa? Cover my foot. Ok. No. Không, thật sự là Ngọc cảm thấy chay nó rất là may mắn luôn á. Trời ơi, nó muốn tắm mùa hè mà nó muốn tắm là nó chạy ra đây cái nó ngồi nó tắm mà. Rất là may mắn luôn á. Còn hả, nhưng đâu phải là ai mà vòng vòng, đâu phải ai mà muốn tắm hồ là tắm đâu. Người ta phải chạy đi rất là xa để người ta tới một cái bờ hồ để người ta tắm. Còn cái này mình trước cửa ưng là chạy đang thay đồ vậy, đang tắm y như chuyện dẫn chơi vậy đó. Hả chạy ha. Mà ngày xưa mẹ cũng vậy đó chay. Ngày xưa mẹ dưới quê đó chay. Ngày xưa mẹ dưới Bến Tre hả chay. Cái mà ưng cái là mẹ nhảy xuống mương mẹ tắm. Mẹ cũng may mắn luôn á chay. Mommy, this. Mà cái mương của mẹ là có sình. Trời ơi cái bà chay này là cô chú mệt lắm. Nó không thích tắm ở dưới sông này đâu cô chú. Làm sao vậy? Biết làm sao không? Dưới sông này nè, cát này nè thì nó xuống nè. Chứ mà còn mà rong rêu chứ lại mà sình nó, trời ơi là nó không bao giờ nó tắm. Nó mệt nó lắm. Hồi bữa đi qua nhà chị Nhi á cũng tắm mà ở dưới cái chỗ đó thì nó sình với lại rong rêu không à, nó không chịu bước cái chân nó xuống, nó cứ cà co cái chân của nó không chịu tắm luôn cô chú ơi. Nó chỉ thích tắm hồ bơi thôi, hoặc là ngồi dọc cát với nước vậy thôi, chứ mà còn kêu nó bơi á, thí dụ mà đi bơi ra xa kia kìa là nó không chịu đứng nha, nó sợ đụng mấy cái rong kia là nó cũng không chịu đứng nữa, đúng không? Mẹ nói đúng không? Dạ đúng mẹ. Dạ đúng mẹ. Dạ đúng mẹ. Đúng rồi. Ơi, bởi vì rồi sao mà về bến no. Rồi sao mà về Bến Tre mà tắm mưa no. À giờ muốn làm sao? I want to pick in the other side. Rồi ok, nhưng mà nè coi nè, sông á, nước nó vô rồi nó làm tràn gì thôi chứ mày sao mày lắp được, thấy chưa? Nó it's okay. Ok không? À, hai ngày hôm qua không có quay video clip cho chay coi, chay cho cô chú coi. Thôi bữa nay là quay video clip tới đây thôi. Ok bây giờ mình chào cô chú đi. Hả? Hả, con muốn mẹ quay nữa hả? Thôi nhiêu đây là cô chú coi chán rồi. Thôi nhiêu đây là cô chú coi mệt mỏi rồi, 20 phút rồi. Ok. Ok bây giờ cảm ơn cô chú đã xem cái video clip này nha. Nếu mà cô chú thích cái video clip này, à quên nữa, nói mới nhớ. Cái kênh của con chay á là hả, tự nhiên cái nó khóa. Ê, miễn chay. Đưa đây. Miễn đó. Thấy không? Cái kênh của con chay á là được bị khóa cái comment từ hồi cái đời thở nào rồi cô chú biết mà. Bị khóa comment.
tự động YouTube khóa. Rồi lâu lâu cái mở ra, cái mở ra cái cô chú comment được mấy chục comment, cái tự nhiên cái YouTube khóa lại. Ngọc không có in control, Ngọc không có điều khiển được cái comment của Chay. Cô chú biết mà, có những cô chú biết mà có những cô chú thì không biết, tưởng là Ngọc khóa comment. Chứ tự nhiên thí dụ như Ngọc khóa comment của Chay thì Ngọc lên Ngọc nói chứ. Ngọc nói là ok cô chú, Ngọc sẽ khóa comment của Chay để khỏi ai comment hết. Thì nếu mà Ngọc khóa là Ngọc nói chứ Ngọc còn giấu không chị? Mà cũng có người nói là hả Ngọc tự khóa cái comment của bên kênh Chay, đâu có đâu. YouTube tự khóa rồi ưng là mở, rồi tự nhiên mấy bữa nay cái tự nhiên mở ra được quá trời luôn, không hiểu nổi luôn, không biết là bây giờ mở luôn hay là đóng vô lại hay sao nữa. Chứ mà thí dụ như mà tự Ngọc tự khóa là Ngọc sẽ nói là Ngọc tự khóa, chứ Ngọc đâu có gì đâu mà Ngọc sợ Ngọc giấu giếm. Nói cô chú ơi, Ngọc không có muốn những cái comment bậy đồ này kia nọ trong kênh của Chay, nên Ngọc sẽ khóa comment của Chay vĩnh viễn. Đó là Ngọc sẽ nói thẳng ra một điều, chứ Ngọc không có cần mà giấu giếm hay là cái gì hết á. Còn mà YouTube khóa là nói YouTube khóa, rồi tự động mở là mở. Đó, để cho cô chú đừng có nói là ủa tại sao kênh mấy người kia thì cũng comment được mà cơm cái kênh của Chay thì không có comment được. Ok, rồi thôi bây giờ mày sẽ lắp cát cho con nha. Rồi thôi bây giờ bye bye cô chú đi. Bye bye. Bye ai? Rồi chúc cô chú làm sao? Lớn lên. Con nói hay là con nói hay là con vịt nói vậy, cái mỏ con chu chu vậy? Coca-Cola hả? That's a funny name. À cái đó là cái tên mắc cười hả con ha? Chay mà con chúc cô chú làm sao? Chúc cô chú làm sao? Đúng rồi, bye bye, nhìn lên đây, bye bye cô chú. Nhìn lên đây, bye bye cô chú. Bye bye. Thôi nghỉ coi chuyện, nghỉ chơi chay đi cô chú. Đâu không? Không bye bye gì hết á.